Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những thông tin nổi bật liên quan đến crypto đi Nhưng mà trước hết á, thì đội của Thuần Capital có viết những bài viết liên quan đến những hệ sinh thái khác Và chia sẻ với các bạn thường xuyên Giống như là ngày hôm qua đó, thì có bài viết liên quan tới Elrond Network Thì những bài viết này đã chủ yếu là tại vì nhiều bạn cũng thường hay hỏi Thuần là Tìm hiểu và chia sẻ thông tin về những cái hệ sinh thái khác Ngoại trừ những cái chúng ta nói tới thường xuyên như là Bitcoin, Ethereum, Cardano và BNB vân vân Thì đây là những bài viết chủ yếu để cung cấp thêm thông tin cho các bạn mà thôi chứ mà nào mà có thú đó thì có thể lên trên thuậncapital.com để xem những bài viết này và đương nhiên đây chỉ là những bài viết cung cấp thông tin không phải là quảng cáo hay quảng bá gì hết như bạn thì họ thường có phải là Thuận à, nhận tiền để viết những bài viết này hay là không? Thì đương nhiên là không phải, à, đây chỉ là bài viết thông tin mà thôi, nhưng mà nào đọc thì cũng sẽ hiểu Chứ còn những cái bài mà quảng cáo đó thì sẽ có nhãn đàng hoàng cho các bạn Chúng ta chuyển qua nói tới cái à, thông tin đến từ Glassnode đi Thông tin này đó là cái tài liệu liên quan tới những cái địa chỉ ví mà lần cuối cùng di chuyển đó là 5 năm cho đến 7 năm trước đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng BTC đó, đó là được đại diện cho cái đường màu vàng các bạn nhìn thấy trên màn hình thì tại sao chúng ta nhìn vào một điều thú vị đó là các bạn thấy được là bắt đầu là từ tháng 11 năm 2020 mãi cho đến tháng 7 của năm 2021 đó chúng ta đã có cái đợt này là có cái số lượng địa chỉ ví 5 năm tới 7 năm trước đó thì đột ngột di chuyển BTC có nghĩa là dấu hiệu chốt lời của những người mà đại đầu tư dài hạn, tại vì 5 năm tới 7 năm trước thì đương nhiên những người đầu tư dài hạn rồi. Rồi sau đó chúng ta lại thấy cái sự tích lũy trở lại vào tháng 9 của năm 2021, nhưng mà lại một lần nữa đó bắt đầu là khoảng chừng tháng 2 tháng 3 của năm nay nên thì lại có thêm một đợt nữa là cái số lượng BTC rời khỏi những cái ví này. Thì đây cũng có thể là dấu hiệu là những nhà đầu tư dài hạn họ cũng có dấu hiệu bán trong những lúc mà thị trường không được tốt và kéo dài cho đến khoảng chừng là tháng 4 nhưng mà sau đó thì sao sau đó chúng ta đã thấy được là bắt đầu từ tháng 5 thì cái đường mà vàng này lại tăng trưởng trở lại có nghĩa là đây là dấu hiệu là những nhà đầu tư dài hạn đó, sau một thời gian họ bán à, họ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tích lũy trở lại đó là điều mà thầm muốn chia sẻ ở đây Chúng ta cũng có thông tin đến từ công ty Meta, vậy là công ty Facebook đó. Thì họ cuối cùng cũng đã mở rộng cái Instagram NFT của họ cho khoảng chừng 100 quốc gia. Trước đây thường nhớ là họ chỉ hạn chế ở Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà hôm nay đã mở rộng và để sử dụng được NFT ở trên Instagram đó thì các bạn cần phải có một cái ví kết nối. Và họ nói là họ đã và đang tiếp tục kết nối thêm nhiều ví. Trong đó chúng ta có ví Rainbow, Remade a Trust Wallet. Coinbase Wallet và Dapper Wallet Những cái ví này đây có thể kết nối trực tiếp vào trong cái ứng dụng Instagram Thường thì không có sử dụng Instagram cho nên cũng không có rành à, Và những cái NFT này đó là có thể được hỗ trợ trên những mạng lưới như là Ethereum Polygon và Flow Bao nhiêu người cho đó là tại vì Facebook đó quan tâm đến Flow, Ethereum và Polygon thì nhiều người đã biết rồi. Polygon là tầng hai của Ethereum. À, và Flow đó là một cái mạng lưới L1 khác, cho nên nhiều người bây giờ nghĩ là đây là lý do tại sao mà Flow cũng có cái sự tăng trưởng và Flow đó trước đây chúng ta cũng đã từng nói tới, họ có một cái token là cái Flow token à, và đây là một cái mạng lưới mà dành riêng cho những cái người mà sáng tạo giống như là nhạc hay là game và đương nhiên cho tới bây giờ đó thì Facebook vẫn chưa có thể kiếm được tiền từ NFT hay là Metaverse, các bạn có đang nhớ là trong cái thống kê quý 2 đó họ đã thông báo là tiếp tục lỗ thêm 2,8 tỷ đô la cho cái đơn vị metaverse của họ và đây là con số lỗ là 7 quý liên tục. Theo thuận nhớ là họ đã lỗ mười mấy tỷ rồi để mà phát triển cái metaverse của mình. Cho các bạn thấy được là để có được một hệ thống metaverse tốt đó thì không hề đơn giản ngay cả những công ty lớn như là công ty Meta họ có rất nhiều tiền vẫn lỗ liên tục mà chưa có thể kiếm được tiền từ thị trường này. Và đương nhiên chúng ta thấy được là cái sự hứng thú đến từ web3, NFT, metaverse thì vẫn à, tiếp tục có chứ không phải là không mặc dù là thị trường bây giờ đã ảm đạm hơn so với là cái tiền một năm nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là cái sự hứng thú đến từ những công ty đó vẫn còn và hôm nay chúng ta cũng nhận được thông tin là Starbucks họ nói là họ muốn có một cái chương trình thưởng cho người dùng đó thông qua web 3 nhưng mà họ không nói rõ là sẽ như thế nào nhưng mà các bạn thấy được là đã có người à, họ dùng tiền của mình để mà mua lại những cái uh, tên miền it À, người này nói là sau khi mà Starbucks nói là sẽ cung cấp những cái chương trình chiên khách hàng thông qua web 3 đó thì người này đã lên trên uh, Ethereum domain và mua những cái tên của những cái thức uống nổi tiếng của Starbucks trên mạng lưới của Ethereum như các bạn thấy là Starbucks menu Ethereum thì uh, tại sao mà Starbucks lại muốn có cái chương trình chiên khách hàng thông một web 3 thì họ nói là tại vì một trong những cái nhóm người mà hầu như không có hứng thú với Starbucks đó là cái nhóm người thuộc dạng Gen Z thì Gen Z là gì nếu như mà các bạn ở độ tuổi là từ 10 tới 25 tuổi hiện tại đây thì các bạn là thuộc cái nhóm người là Gen Z là cái độ tuổi 10 tới 25. Những bạn nào mà độ tuổi là 26 tới 41 đó như là bản thân thuận là thuộc dạng millennials. Những bạn nào mà từ 42 tới 57 tuổi đó là ở độ tuổi đó là thuộc dạng Gen X và những bạn nào mà từ 58 đến 67 tuổi đó là thuộc dạng boomers. Thì cái mà Starbucks quan tâm đó là những bạn trẻ từ 10 tới 25 tuổi đó hầu như không có hứng thú nhiều đến Starbucks như là những cái nhóm người khác. Cho nên họ muốn đưa ra chiến lược web 3 này để thu thêm những người đó. Thành công hay không chúng ta sẽ chờ để mình biết được thông à, thường như cảm thấy được là Starbucks thì những người trẻ tuổi cũng không hứng thú nhiều đâu thường là lớn một chút thì người ta mới nghiện Starbucks chứ bây giờ trẻ tuổi thì họ cũng không thích uống Starbucks nhiều và một trong lý do là tại vì Starbucks cũng khá là đắt tiền đối với lại nhiều người có nghĩa là nếu như các bạn uống hàng ngày đó nhiều người thường biết là một ngày tốn tới 30 đô, 40 đô để mua uống Starbucks Tại vì họ uống sáng, rồi uống trưa Thậm chí là chiều lại mua thêm Starbucks nữa Và mỗi một lần mua như vậy đó là 8 đô, 10 đô Cho nên à, tốn rất nhiều tiền Thường nên những người từ 10 tới 25 tuổi thì đâu có thu nhập đâu à, Để mà đi mua Starbucks Cho nên thường nghĩ chiến lược này cũng không có thể thu hút được những người đó đâu Đối với thường là như vậy Nếu mà nào mà chờ đợi mạng lưới Ethereum để gửi đó, cái phí tốt đó Thì không có thời điểm nào thích hợp hơn Trong vòng một năm qua như là bây giờ các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái thống kê phí trung bình trên mạng lưới của Ethereum thì các bạn thấy rất rõ ràng là bây giờ trung bình mạng lưới Ethereum các bạn thì di chuyển chỉ tốn có 65 cent mà thôi trong khi mà cách đây không lâu đó hồi tháng 3 đã di chuyển tốn tới một đồng 7 cent và nhiều khi đó cái sự di chuyển của Ethereum nó còn tốn nhiều Tuy hơn nữa giống như chúng ta nhìn vào hồi tháng 5 của năm 2019 Các bạn có biết là lúc đó trung bình di chuyển tiêu tốn tới 71 đô hay là không Những thời điểm mà chúng ta thấy là nhiều người có thú đó là DeFi, yield farming, NFT Mang lưới đó tắt nghẽn dẫn đến là phí rất cao Bây giờ thì phí rất là thấp các bạn thì được là một trong một giật luôn Từ thời điểm tháng 5 năm 19 là 71 đô Bây giờ còn 65 xe mà thôi để mà di chuyển. Chúng ta cũng có thông tin đến từ mạng lưới Cardano nhưng mà thật ra đây là cái thông tin đến từ Shipchain. Thì thường cũng không có rành về Shipchain nhưng mà đây là thông tin chúng ta đã có một cái cầu kết nối giữa mạng lưới Cosmo và Cardano. Thì đương nhiên đây là một cái sự tiến triển tiếp tục của mạng lưới Cardano rồi tại vì các bạn biết là một hệ sinh thái khi mà tăng trưởng thì sẽ có những cái cầu kết nối với những cái mạng khác nhưng mà những sự kiện gần đây đó thì làm cho thuận khá là ớn khi mà nghe nói tới những cái cầu tại vì chúng ta thấy được là gần đây hơn nên chúng ta đã nghe nói tới những cái cầu kết nối như là nomad gần đây nhất à, đã bị tấn công và đã bị mất đi 200 triệu đô la thật ra 190 triệu nhưng mà gần như 200 triệu trước đây nữa chúng ta cũng nghe nói tới là cây cầu của harmony cũng bị tấn công và đánh cắp đi 100 triệu Trước đó nữa chúng ta cũng đang nhớ là một trong những cái vụ hack DeFi lớn nhất lịch sử đó Chính là cái vụ hack của cái cầu Ronin của Axie Infinity đã bị đánh cắp đi 680 triệu đô la Các bạn thấy được là hầu như là năm 2022 này đó chúng ta không còn nghe nói tới sàn giao dịch bị tấn công nữa Mà bây giờ đó những dự DeFi, những cái cầu kết nối đó bị tấn công rất là nhiều Mỗi lần chúng ta nghe nói những thông tin này đó thì không có nghĩa là cái mạng lưới đó là không ổn các bạn nên hiểu đó là thông nhất một cách đơn giản nhất thuần không phải là người lập trình nhưng mà hiểu đơn giản hơn đó là chúng ta có hai cái thành cái thành a và thành b thì uh, cái thành nó được kiên cố có người bảo vệ cho nên người ta bên ngoài không dễ dàng tấn công vào được cả hai thành đều kiên cố nhưng mà chính giữa đó là một cái cầu nối đi từ thành A và thành b thì đó là cái nơi mà cái sự bảo vệ nó không có được chắc chắn đó là những lúc mà chúng ta thấy những cái sự kiện bridge bị đánh cắp như thế này những người mà muốn tấn công đó họ ngồi chờ thời cơ thích hợp khi mà họ thấy đông người đi qua cầu rồi lúc đó họ mới tấn công và nói tới tấn công đó, thì chúng ta đã có thêm thông tin mới nhất liên quan đến cái sự kiện của Solana. Thật ra ở đây là cái sự kiện liên quan tới cái ví Slope của Solana. Chúng ta cũng đã biết là cái thông tin này rất nổi bật. À, đã có nhiều người nói là bị mất tiền à, khi mà họ à, login vào ví đó thì đã thấy là cái ví của mình đã mất tiền rồi. Nhưng mà họ không biết tại sao thì à, đang có một cái cuộc tấn công diễn ra và những người nào mà sử dụng cái ví Slope đó như là tôi đã chia sẻ hai ngày hôm nay À, thì nên chuyển qua một cái ví khác tại vì dựa theo thông tin á tổng cộng đã có khoảng chừng 4 triệu đô la đã bị đánh cắp à, và dựa theo những cái tài liệu mà điều tra được đó, thì cái ví stop này là họ lưu trữ cái khóa cá nhân của người dùng đó là họ lưu trữ bằng chữ, có nghĩa là họ không có mã hóa cái tài liệu đó dẫn đến là khi mà bị cái tấn công trong cái server đó thì người ta có thể lấy được những cái khóa cá nhân đó theo hiểu là như vậy dẫn đến là những người nào mà nằm trong danh sách này đó thì đều bị người ta giao ví của mình và lấy mất đi đồng xu đồng USDC và những cái NFT trên mạng lưới của Solana nhưng mà đây đó là một cái lỗi của cái ví slope này chứ không phải là một cái lỗi của mạng lưới Solana và thông tin kế tiếp đó là thông tin dành cho những bạn nào mà đang bị dính vào cái sự kiện của Voyager thì uh, hiện bây giờ Voyager uh, vẫn đang chờ được uh, tòa duyệt và bây giờ họ nói đó là sau khi mà khai bảo vệ phá sản đó thì uh, họ đã nhận được rất là nhiều uh, những cái um, công ty mà muốn mua lại công ty của họ và cái giá đó là cao hơn cái giá của Sam bankman Free FTX cho nên đương nhiên họ không muốn bán cho FTX rồi nhưng mà cái giá mà những công ty kia đưa là bao nhiêu đó chúng ta bây giờ vẫn chưa có rõ họ chỉ nói là họ đang xem xét những cái công ty đó mà thôi và hy vọng là họ có thể bán được công ty với cái giá cao và bồi thường những cái người mà đang chờ đợi để mà rút tiền chúng ta bây giờ không thể làm gì hết chúng ta chỉ có thể chờ xem coi họ sẽ bán cho ai và tòa sẽ xử như thế nào mà thôi về cái số lượng tài sản họ đang có phân phối ra sao và đương nhiên chúng ta không thể nào mà có một ngày crypto mà không có tin tức phết được chúng ta thấy được hôm nay đó À, một trong những nghị sĩ rất ghét thị trường này đó chính là nghị sĩ uh, Elizabeth Warren Thì nghị sĩ này đó đã đưa ra một cái đề nghị là đề nghị một số những nghị sĩ khác đó Ký tên vào một cái lá thư Lá thư này đó là để gửi đến cho một đơn vị ở Hoa Kỳ đó chính là OCC Thì OCC đó là đơn vị mà quản lý ngân hàng tại Hoa Kỳ Và lý do tại sao mà nghị sĩ Elizabeth Warren lại kêu gọi người khác ký tên vào cái lá thư này Tại vì lá thư này đó là nói là OCC đã phải ra lệnh cho những ngân hàng là không có cung cấp dịch vụ crypto trên thang tại vì nó quá nguy hiểm đó là cái lời nói phiến diện của Elizabeth Warren mà thôi trong khi chúng ta đều là tính riêng BTC đi trong vòng 1 năm 2 năm qua cái sự dao động của BTC đó so với cái sự động của chứng khoán các bạn nghĩ ra sao trong năm nay thôi những công ty chứng khoán lớn đó có thể dao động là 50%, 60%, 70% phần trăm. được nói tới là chúng ta nhìn vào crypto crypto nhiều khi một ngày dao động không có bằng chứng khoán bây giờ nữa thì làm sao có thể cho là những cái tài năng crypto nó nguy hiểm hơn và thêm vào đó đó thì nghị sĩ Alice Warren nói là crypto có thể dẫn đến cái thảm họa cho thị trường tài chính nói chung nhưng mà chúng ta thấy được là thị trường này chỉ có 1,1 nghìn tỷ mà thôi trong khi thị trường chứng khoán lớn là bao nhiêu và gần đây hơn chúng ta cũng đã vừa trải qua biết bao nhiêu sự cố liên quan tới Capital sụp đổ, uh, Celsius phá sản, chúng ta nói tới Voi vừa phá sản, chúng ta nói tới uh, Luna bán số lượng lớn BTC, gần đây hơn nữa chúng ta cũng đã thấy cái uh, thông tin liên quan tới Tesla bán số lượng lớn BTC, thì uh, thị trường crypto đương nhiên bị ảnh hưởng rồi, nhưng mà đâu có lan qua thị trường tài chính đâu, thật ra thì tài chính những sự kiện đó ảnh hưởng đến crypto chứ không phải là ngược lại. cho nên nếu nói là crypto sẽ dẫn đến ảnh hưởng thì tài chính sụp đổ thì cũng không hẳn đâu. thì trường này bây giờ còn quá nhỏ. và đương nhiên Elizabeth Warren nói là tại vì gần đây chúng ta đã thấy là rất nhiều cái sưỡng thú đến từ những ngân hàng lớn về crypto này, nhất là trong thị trường đang ám đạm như thế này thì lại càng thấy sưỡng thú đến từ ngân hàng. À, và đương nhiên không phải riêng là nghị sĩ Elizabeth Warren đâu. có một cái công ty khác nữa đây là một công ty ở thụy sĩ đó công ty đầu tư có tên là Peter thì công ty này đó nói là đương nhiên tin tưởng là crypto sẽ là tương lai nhưng mà hiện bây giờ nếu nói là cung cấp và trở thành một phần đầu tư của ngân hàng đó thì bây giờ còn nguy hiểm đối với lại công ty này và đương nhiên nghệ sĩ Aziz Warren và công ty này là hai cái ngoại lệ Tại vì chúng ta thấy được bên dưới này đã, Gần đây hơn là chúng ta vừa nói tới BlackRock hợp tác với lại Coinbase Để cung cấp dịch vụ mua Bitcoin Cho khách hàng của họ à, Chúng ta cũng đã thấy được là Một trong những công ty đầu tư lâu đời 200 năm lịch sử đó là Schroders à, Cũng vừa mua một phần cổ phần Của công ty uh, Fortress, à, Để có thể là cung cấp dịch vụ Blockchain cho khách hàng của họ à, Công ty đầu tư nổi tiếng Swap cũng đã đưa ra cái thông báo đó là họ có cái quỹ ETF chuyên về những công ty đầu tư crypto Tôi đã chia sẻ với các bạn đó chính là Swap Crypto Thematic à, Là chúng ta cũng thấy được là một trong những công ty khác nữa là công ty Ronald Peter Stoffer Đây là công ty đầu tư và họ cũng nói là họ tin tưởng là Bitcoin đó còn hơn cả vàng nữa và trong một thời gian dài đó thì càng ngày Bitcoin sẽ càng ít nguy hiểm hơn và từ từ sẽ chuyển qua trở thành một công cụ lưu trữ giá trị lâu dài. Và cuối cùng đó là công ty Goldman Sachs gần đây cũng đã nói là họ sẽ bắt đầu có những cái công cụ giúp đỡ khách hàng của họ đầu tư vào BTC. Phần lớn ngân hàng bây giờ các bạn thấy được là vẫn đang ào ạt đổ vào trong thị trường crypto này chứ không phải là ngược lại. Nhưng mà ngược lại chúng ta đã thấy được những cái nhà đầu tư riêng lẻ đó Họ lo sợ họ lại rời khỏi Nhưng mà đây là những lúc mà những cá voi lớn lại xuất hiện Và họ tạo manh móng trong thị trường này Những lúc giá cả không tốt như thế này Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là công ty Binance Thì công ty Binance họ đã cùng với công ty Mastercard đưa ra một cái thẻ crypto à, Sử dụng trong cái à, lãnh thổ của Argentina thì thông tin này đó nó chỉ thú vị là tại vì chúng ta thấy được là Argentina là một trong những nơi mà có phần trăm lạm phát rất là cao lên tới 60%. Các bạn đều là phần trăm lạm phát cao 60% là cao cỡ nào rồi à, và vì lý do đó đó có thể là các bạn ở một quốc gia mà phần trăm lạm phát nó ổn định hơn các bạn không thấy được cái ý nghĩa của sử dụng crypto trong cuộc sống hàng ngày một cách nó đơn giản tại vì các bạn có cái thẻ của Binance thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp tiền trong cái trong cái chương mục của mình nhưng mà đối với những người mà họ sống trong một gia mà họ hoàn toàn mất lòng tin đối với lại tiền pháp định và lạm phát cao như vậy đó thì crypto là một trong những cái tài sản mà họ có thể dư dẫm vào trong những lúc như thế này và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cho dù chúng ta thấy được là rất nhiều những cái bài báo họ thích nói xấu về việc là El Salvador chấp nhận Bitcoin là một cái thử nghiệm thất bại nhưng mà thật ra chúng ta thấy được là El Salvador đã cũng có được rất là nhiều những cái lợi ích đến từ chấp nhận BTC vào một trong những lợi ích đó chính là kéo thêm nhiều người đến El Salvador để mà du lịch à, và đã khiến cho cả thế giới biết El Salvador là ai đây là một cái quốc gia rất là nhỏ trước khi mà chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp đó thì hầu như Ít bạn nào biết đến El Salvador là nước gì Bây giờ hầu như ai cũng biết đến Ít ra chúng ta thì được là cũng đã đưa tên tuổi của El Salvador lên một tầng mới Và thêm vào đó đó thì dựa theo thống kê Nửa năm của năm 2022 đó Thì những người đến El Salvador du lịch đã tăng 82.8% Và từ đầu năm tới bây giờ đã có 1,1 triệu người đến El Salvador để mà du lịch Và con số người này đó đã dẫn đến là thu nhập khoảng chừng 60 triệu đến từ những người mà đến đây để mà họ chi tiền đương nhiên điều này sẽ giúp đỡ được cho những cái công ty, những cái nơi mà cũng có thể dụ ở El Salvador và tháng 11 này đó thì El Salvador cũng sẽ tổ chức một cái hội nghị Lightning Summit và đương nhiên El Salvador đã càng tổ chức nhiều những hội nghị này thì sẽ càng thu hút thêm nhiều người đến El Salvador để mà dự hội nghị và đi du lịch và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn và một số những cái ưu đãi khác các bạn đã nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa cảm ơn các bạn những thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got